nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 tháng 10 và chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ và 20 năm thành lập quận Ninh Kiều. Quận đoàn do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận Ninh Kiều đã phối hợp tổ chức chủ hoạt động ý nghĩa để chào mừng. Và vừa qua, liên quan các câu lạc bộ, đội nhóm cũng đã được diễn ra, kết lại chuỗi hoạt động ý nghĩa vui tươi và đầy màu sắc. Đến với liên quan các câu lạc bộ đội nhóm do quận đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận Ninh Kiều tổ chức, có 16 đơn vị thuộc khối địa bàn dân cư và các trường trung học phổ thông trên địa bàn quận Ninh Kiều. Liên quan là hoạt động tổng kết lại chủ hoạt động chào mừng kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam diễn ra trong 2 ngày 12 và 13 tháng 10 năm 2023. Trước tiên là cũng vinh danh các bạn có thành tích tiêu biểu trong công tác hội, và bên cạnh đó thì cũng tạo thêm sân chơi cho các bạn thanh thiếu niên nhi đồng có được một cái sân chơi vừa rèn luyện về kỹ năng, vừa giữ gìn bản sắc dân tộc cũng như là tung cái nét đẹp của trang phục áo đoàn và áo hội của các bạn thanh niên trên địa bàn quận Ninh Kiều. Song song đó thì tạo cái sân chơi cho các câu lạc bộ đội nhóm được giao lưu cùng với nhau, và thêm vào đó là hoạt động chăm lo cho các bạn thanh niên yếu thế trên địa bàn quận Ninh Kiều. Cuộc thi diễn thời trang với chủ đề sắc màu dân tộc với nét đẹp từ trang phục áo đoàn, đội. Các đơn vị sáng tạo và phối trang phục công sở đẹp mắt, lịch sự và phù hợp môi trường của đoàn, hội. Thêm phần tô điểm cho nét đẹp của nam nữ cán bộ đoàn hội của thanh niên quận Ninh Kiều. Bên cạnh đó, còn có phần thi trang phục các dân tộc của Việt Nam. Bản sắc và nét độc đáo trên các trang phục truyền thống đã được các đội thể hiện rất chân thực, sinh động. Các em cảm thấy thích nhất là Việt Nam mình thì có rất là nhiều dân tộc, nhưng mà khi mình trình diễn được trang phục dân tộc của người Chăm thì mình lại diễn ra được cái nét của dân tộc này, giúp mọi người biết nhiều hơn về văn hóa cũng như là trang phục của dân tộc Việt Nam. Qua cuộc thi này thì em muốn là các bạn trẻ phải luôn là tự tin, phải tự hào khi mà chúng ta, dân tộc chúng ta có rất là nhiều nền văn hóa cũng giống như là nét đặc sắc khác nhau, và chúng ta phải học hỏi trao dồi để tất cả các dân tộc đều có thể phát triển tốt đẹp hơn. Đây là một sân chơi bổ ích khiến em có thể phát huy được điểm mạnh của chính bản thân mình, cũng như là phát triển được những kỹ năng là diễn trình diễn trước đám đông. Em được tiếp xúc được với nhiều bạn bè mới trong quận Ninh Kiều. Qua sân chơi này thì chúng em học hỏi rất nhiều điều. Ngoài cái trình diễn ra thì chúng em được học hỏi cái kỹ năng giao tiếp, ứng xử và tự tin trước đám đông hơn. Và cái kỹ năng đó rất là cần thiết cho các cán bộ đoàn của chúng em. Khi em thấy được những cái bộ trang phục của dân tộc Việt Nam được trình diễn thì ngoài cái dân tộc Kinh thì cho em biết được thêm những cái bản sắc văn hóa của các dân tộc khác, và điều đó cũng làm cho em cảm thấy là mở mang kiến thức, hiểu biết về những dân tộc của trên giải đất hình chữ S này, giúp cho em thêm một cái lòng yêu bản sắc dân tộc và yêu đất nước của mình hơn. Nhân chương trình này, ban tổ chức cũng dành tặng 22 phần quà cho các bạn thanh niên yếu thế. Liên quan đã tạo một sân chơi bổ ích, lành mạnh để các câu lạc bộ, đội nhóm trên địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ có dịp thể hiện khả năng, bản lĩnh, trí tuệ và rèn luyện các kỹ năng cần thiết để hoàn thiện phong cách năng động, sáng tạo của một thế hệ cán bộ đoàn. Qua đó cũng góp phần làm phong phú và phát triển phong trào văn hóa văn nghệ tại địa phương.